Làng Hồi Kỳ thuộc xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Ngôi làng được thành lập cách đây hơn 400 năm bên dòng sông Ô Lâu huyền thoại. Nét độc đáo của Hồi Kỳ chính là những ngôi nhà rường cổ có tuổi đời hàng trăm năm được dân làng gìn giữ qua nhiều thế hệ. Nhà rường cổ của ông Dương Văn Mạnh là một trong những ngôi nhà rường cổ cũ nhất của làng, khoảng 200 năm, và đã có 5 thế hệ sinh sống. Đến đời thứ 3 đã được sửa sang lại. Ngôi nhà có tên là Tích Khánh Đường, tạm dịch là nơi hồi tụ niềm vui, được lợp bởi 45.000 viên ngói liệt, có bề ngang 12,3 m, rộng 9,5 m, với lối kiến trúc 3 gian 2 trái. Đất nước Việt Nam mình hoặc là cái dân tộc Việt Nam mình thì xuất phát từ một cái chế độ phong kiến mà họ lập ra những cái nhà mà gọi là nhà rường hay là nhà cổ. Thì những cái nhà đó hoàn toàn bằng gỗ mít hoặc là tét hoặc là kiên kiêng hoặc là gõ. Nhưng mà kết cấu lại thì chung thì gọi là nhà rường, nhưng mà mỗi cái tỉnh, mỗi cái phong tục địa phương thì có một cái nhà nội thất khác nhau trong cái nhà rường đó. Nhưng mà mỗi cái nhà rường thì sự sắp xếp của xã hội thì khác nhau ở trên điểm, tương đồng trên điểm cái nhà rường và khác nhau đến những cái hoa văn chạm trổ để nói lên những cái không phải giai cấp mà một cái xã hội sắp đặt như thế. Ví dụ như cái cột keo đòn tay thì người ta chạm bằng những cái cạnh dây lạ hoa râm hoặc những cái vật mà tượng trưng cho những bậc cao siêu như là Phật thụ hoặc là Tảo. Cái nhà rường Huế hay là Quảng Bình hay là Quảng Nam thì cũng có nhà rường, nhưng mà mỗi thứ nội thất thì khác nhau, hoặc là kết cấu những cái cột keo xương trên khác. Ví dụ như nhà Quảng Trị thì chú trọng đến Đông Phong và Tây Phong. Đông Phong thì gọi là mặt trời mọc và Tây Phong thì hướng về mặt trời lặn. Cái nhà rường của Quảng Trị thì rất là đơn giản nhưng mà rất là cổ kính đối với cái tập quán của Quảng Trị. Vô nhìn một cái nhà thì cái bức huân phi khác. Ví dụ như vô nhà tôi thì cái chữ Tích Khánh Đường thì cái bậc tiền bối cầu nguyện cho đến bậc sau thì thế hệ nào không biết nữa, nhưng là tích là tích lũy, khánh là sáng, đường là cái nhà, cái nhà đó luôn luôn sáng, mà muốn sáng thì có học. Những cái tư khác thì người ta cầu mong trên một cái kính văn lời lạc nào đó. Cái nhà rương thì chỗ nào cũng có hai loài, một loài năm căn hoặc là 3 căn 2 chải, còn loài thì 1 căn 2 chải và hay gọi là 3 căn, thì tùy theo mỗi người thích chọn mỗi mẫu. Vì 3 căn 2 chải giữa người ta chủ trọng để thơ, và gọi luôn cả 5 căn thì gọi là nhân lệ lệ trị tính, vì ảnh hưởng của phong tục tập quán của Đông Nam Á. Còn 3 căn thì chú trọng đến cái quấn sư phụ, một cái phong tục thời bây giờ là chú trọng về cái ấn nghĩa của những bậc tiền bối sinh tồn. Thành từ ngày xưa, xa xưa thì
nhà nào cũng nhà cổ hết cả, nhà cổ hết cả, chứ không có nhà xây. Mặc dù là có những Tây phương du nhập nhưng mà người ta ít thích, là vì không giáo dục được cái truyền thống của con cái. Ngôi nhà có cột được làm từ gỗ mít, rui được làm bằng gỗ kiền, đòn tay được làm bằng gỗ ten mật. Tất cả hệ thống cột, kèo trong các nhà rường đều được làm bằng gỗ và chạm trổ rong phường hết sức tinh xảo. Gian giữa là nơi thờ tự có treo bức hoành phi ghi chữ Tích Khánh Đường bằng Hán từ. Trên bàn thờ còn đầy đủ những từ khí cổ như đỉnh đồng, bạt nhang, chân đèn và bình hoa. Thì ngày xưa khi các vị tiên bối tạo nên cái nhà thì họ có những cái mà trang trí về nội thất, thì những cái bức liệt như thế này thì để tạo nên cái nhà nhỏ hoành tráng hơn và hùng vĩ hơn. Sau này thì có cái băng thờ Phật đi, con trượt đấy là những cái tượng bổn sư hoặc là tượng con ấp để tượng trưng cho những sự hiền hòa và từ bi bác ái của cuộc đời. Cái chuông thì ngân lên những tiếng huyền diệu để xua tan những cái phiền muộn đi sau một buổi làm lễ. Còn trong này thì tổ tiên thì được gọi là ban hướng án. Hướng án là một cái ban mà tượng trưng lên những tất cả những cái hương linh ở trong nhà tụ lại đó. Và phía sau thì có những cái long vị hay còn gọi là mai vị. Nhưng mà gọi cái long vị thì đúng hơn, là bởi vì có những con rồng và người ta gọi chuẩn hơn. Chứ cái mai vị thì bất kỳ cái chip tạo ra để ghi tên tuổi thì người ta gọi là người mai vị chung chung. Còn bên này gọi là cái khánh lửa, cái khánh lửa tròn và có cái lửa, cái vân lửa của thiên nhiên xung quanh, thì ta tạo lên một cái để thơ bất cứ ai, nhưng mà đa số thơ những tổ, bởi vì cái khánh lửa, cái khánh là một cái tấm bạc, mà lửa là những cái lửa của những cái linh thiêng. Ta tạo lên những cái vân lửa để cho người linh thiêng lên. Nhiều vật dụng cụ được trưng bày, đây đều là những hiện vật được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Nếp nhà trăm năm ẩn hiện trong từng chi tiết nhỏ, khiến nhiều du khách trong và ngoài nước từng đặt chân đến đây đều phải trầm trồ ngợi khen. Nói tóm lại thì cái nhà rường đứng vững cho đến ngày hôm nay thì không phải nhờ kinh tế, mà nhờ cái sự phúc đức và cái nhờ cái tinh thần vững mạnh của tôn thờ tổ tiên mà còn lại. Mặc dù không biết bao nhiêu lần chiến tranh, bao nhiêu lần suy sụp về kinh tế, bán buôn rồi cũng không thành, là bởi vì từ cái tư tưởng truyền nổi từ đời nọ qua đời tê. Những ngôi nhà cổ ở làng Hồi Kỳ là nơi lưu giữ nhiều giá trị về văn hóa, kiến trúc thật đặc trưng của làng quê Việt Nam. Nơi đây còn là biểu tượng cho sự tài hoa trong việc xây dựng kiến trúc của thế hệ đi trước. Những giá trị này chúng ta cố gắng tìm cách để bảo tồn và phát huy.